Mạnh sẽ giới thiệu cho các bạn một app ứng dụng, đó là Clip Club, ứng dụng mà vừa chơi game vừa xem tin tức video vừa nhận được tiền nhé, nuôi cá kiếm tiền nhé. Thì đây, trước mặt các bạn đây ứng dụng Clip Club này, các bạn bấm vào này. Bên trong ứng dụng Clip Club thì có mục như là video này, thì đây, chúng ta chỉ cần xem video này. Đấy, ví dụ như mình đang xem video này. Đấy thì bên dưới sẽ có một thanh chạy để nhận một cái dương. Dương để chúng ta mở ra nhận được tiền đấy. Đấy. Mình thích thì mình lấy nó cái dương nào. Đấy. Đấy. Đấy như các bạn mình nhìn thấy nó nhảy vào ấy là mình đã xong cái nhận được dương, mình cứ xem video thôi. Đọc báo lướt thì cũng có tiền rồi. Tiếp đến là trò chơi. Thì đây, trong đây có rất nhiều trò để chúng ta kiếm được tiền. Nhưng mình chỉ thích mỗi trò này thôi. Aquarium này, nuôi cá kiếm tiền này. Tiếp đến là phần thưởng. Đây, khi chúng ta xem video ấy, đọc tin tức ấy, chúng ta sẽ có được tặng những cái mục dương này, chúng ta mở ra này. Đây, mình mở này, mình nhập vàng này, mở tiếp đấy, là mình mở hết rồi, tiếp tục mở tiếp cái gì vào một cái thẻ nhân nick 4, tiếp tục mở tiếp cái dương cuối cùng, à một crab số đây. Nếu chúng ta mở được những tấm thẻ này thì khi chúng ta được đủ xong, chúng ta sẽ chơi để nhận tiền hoặc là USD. Thì USD ở đây mình đang được là 2.000 đô này, mình có thể đổi được ra tiền này, chúng ta sẽ giúp về PayPal này, mình sẽ giúp 10.000 về PayPal này, không phải bao nhiêu này, mình rút này. Đấy, tổng số tiền rút là 10.000, xác nhận ok, rút thành công, đang chờ xử lý này. Còn bên này chúng ta cũng đổi được ra tiền nhé, đổi về USD để rút nhé. Đây, chúng ta sẽ đổi thành tiền mặt này, cứ 1.000 cắp con này nhé, 1.000 cắp con, 1.000 đồng vàng này, chúng ta sẽ đổi được 0,02 đô, tương đương với khoảng mười mấy nghìn rồi. Đây của mình đang tối đa là mình có 2.000 đồng vàng mình đổi được 0,02 đô. Đấy, ngoài việc chúng ta đổi thì ở trong này chúng ta cũng có cái lợi nhuận là gửi tiết kiệm đồng vàng nhé. Như mình đang gửi tiết kiệm lợi nhuận này, mình đang mua hai gói tiết kiệm này, một gói là mua mình bỏ 5.000 đồng vàng, sau 24 giờ mình sẽ nhận được 5.500 đồng vàng nhé. Và một gói là mua 1.000 đồng vàng này, 1.000 đồng vàng này, sau 7 ngày mình sẽ nhận được 1.500 nhé. Và một gói 30 ngày và gói 14 ngày. Thực chất thì mình ngại mua những cái gói 30 với 14 ngày lắm. Mua thì cũng được thôi các bạn. Thì nếu mà khi bạn mua 14 ngày này, sau 14 ngày bạn sẽ nhận lại là 3.600 đồng, là tương đương tiền lãi là khoảng 1.600 rồi. Đấy, khi đủ thì nó sẽ trả phí cho bạn thôi, bạn đổi cũng được, bạn đổi từ vàng sang USD được nhé. Còn khi các bạn nhập mà mình bạn nào đăng ký tài khoản thì mình sẽ gửi cho một cái mã, xong các bạn bấm vào chữ đổi thưởng trên góc này, các bạn nhập mã code này thì bạn sẽ được 1 đô nhé, các bạn được 1 đô, mình được 1 hòm vàng nhé. Đấy,
Thì Ma giới thiệu code của mình ở đây nhé. Thì mình sẽ để ở dưới video này. 88067 này 451259 nhé. Thì bạn gọi nhập vào phần đổi thưởng giúp mình nhé. Thì các bạn sẽ được 1 đô nhé. Đấy. Đây này. 10.000 đô nữa này. Về PayPal này, nhưng mình chưa đủ 10.000 đô, mình mới rút xong. Hoặc ở đây nó cũng có cả cho phép chúng ta nạp điện thoại di động nhé, nạp tiền di động này. Đấy, ví dụ như mình chọn mã vùng này, Việt Nam các kiểu này. Chúng ta không muốn rút về PayPal ấy thì chúng ta có thể nạp luôn trực tiếp về, nạp tiền luôn vào cho điện thoại di động chúng ta cũng được nhé. Thì các bạn chỉ việc nhập số điện thoại này, ví dụ như số mình là 0332546888 này chẳng hạn này. Thì đấy, xong rồi các bạn xác nhận thôi. Xong rồi nó sẽ ứng số tiền của bạn là 1 đô, sẽ được bao nhiêu tiền Việt này. Thì nó sẽ trả về, nó sẽ trả thành tiền mặt thẻ điện thoại cho các bạn, để các bạn có tiền nạp về điện thoại này. Đấy, thì nói chung là ứng dụng này mình thấy rất là ok. Bình thường thì một ngày các bạn chỉ bỏ ra khoảng 2 tiếng, 2-3 tiếng thì đấy, thì các bạn cũng đã kiếm được khoảng về khoảng hơn 200.000 rồi. Chỉ với việc là chúng ta có thể ngồi trên lướt video này. Đấy. Các bạn chỉ cần lướt như này các bạn cũng có tiền. Đấy. Đấy. Nhưng mình lướt qua này mình đã được một đấy. Mình đã được nó bắt mình chạy. Đấy. Đấy, các bạn chỉ cần lướt mình xem qua một số video này, hài tiếp linh tinh này, thể loại này. Thì các bạn đã được một cái dương. Bạn đã được một phần thưởng là một cái dương. Thì các bạn chỉ việc mở cái dương ra xem có trong dương có gì thôi. Mình mở này. Mình mở ra lại. Đấy, rất nhiều vàng. Xong có cả vòng quay may mắn các kiểu. Nói chung là nhiệm vụ hàng ngày chúng ta này, làm những nhiệm vụ này chúng ta cũng có thêm được vàng này. Đấy. Thì loanh quanh các bạn cũng có thể một ngày kiếm được khoảng mấy trăm nghìn. Xong các bạn rút về PayPal thôi. Thì bạn nào hoàng là đổi sang tiền này. Ví dụ như mình đổi thử này, mình đổi mình bỏ 100 đồng vàng này, đổi sang 1 đồng USD này. Đấy. Thì mình đã được 1 đô rồi. Không phải không 1 đô này. Mình chưa có mất đi 1 đồng. Đấy. Thì mình cứ đổi thôi, ví dụ như giờ mình đổi mắc này. Mình muốn lấy 0,02 đô thì bạn mình sẽ bị mất tương đương là giá trị là